Julie xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có những nhu cầu để chuyển những ngân quỹ hưu trí của quý vị như 401k, 403b hoặc là pension plan, xin quý vị liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng qua số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982 để được chuyển qua một chương trình an toàn và có được bonus cao và sau đó sẽ trở thành lương hưu trí trọn đời của quý vị. Julie cũng xin được trở lại với phần trình bày của anh Jack. Trong lúc mà chúng tôi chờ quảng cáo thì anh em chúng tôi cũng có những cái đề tài mà rất là cần thiết để gửi đến cho quý vị trong những chương trình sắp tới. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì thật là nhanh, anh có thể nói về cái câu hỏi mà phải nói là chương trình của các luật sư chúng ta đều nghe là nếu mà tôi được Medicare thì tôi có được cái quyền lợi của SSA, okay, Disability Benefit hay không? Câu hỏi là thế này, là thường thường quý vị đều biết, Julie đều biết là mình phải 65 tuổi mình mới có cái bảo hiểm Medicare. Yeah. Thì có khi nào mình có thể có Medicare trước 65 tuổi hay không? Thì có, thưa quý vị. Quý vị nào mà nhận tiền disability, tiền bệnh của Social Security, tức là mình có đi làm, mình đóng thuế, mà chẳng may mình bị thương tật, bệnh tật, thì mình nhận tiền bệnh tật, thương tật, disability của Social Security, thì 2 năm sau, 24 tháng là 2 năm đó, sau cái ngày mà mình nhận được cái payment đầu tiên, mình được nhận được cái phúc lợi đầu tiên đó, thì tự động quý vị sẽ có Medicare. Tức là sau 2 năm, tự động quý vị sẽ có Medicare. Nhưng mà có một số quý vị đó, họ vào văn phòng, tôi lãnh tiền bệnh 2-3 năm rồi, 3-4 năm rồi, sao tôi không có Medicare? Tôi muốn có Medicare. Thì chúng tôi mới xem hồ sơ lại, ồ, ông bà đang nhận tiền SSI. Thưa quý vị, chỉ có quý vị nào đi làm, đóng thuế, đầy đủ tín chỉ và nhận tiền của Social Security thì sau 2 năm mới được tự động sẽ có Medicare. Quý vị nào mà nhận tiền bệnh do chương trình trợ cấp SSI thì sẽ không có Medicare. Quý vị bắt buộc phải chờ cho tới khi 65 tuổi nha quý vị, không có thể nào có Medicare trước 65 tuổi được, mặc dù quý vị có bệnh, có thương tật rõ ràng và đang nhận tiền bệnh của SSI, nhưng quý vị vẫn phải chờ đến 65 tuổi mới được Medicare. Còn những người nào nhận tiền của Social Security thì 2 năm sau sẽ tự động sẽ có. Vâng. Anh Jack, anh em mình là rơi vào cái tình trạng mà phải đợi 67 tuổi mới được retire, phải không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tới 67 tuổi mình mới được xin Medicare. Julie biết không? Trước đây đó là cái tuổi hưu đó là chỉ có một mức là 65. Đúng. 62 là lấy sớm, 65 tuổi là lấy trọn tuổi hưu. Nhưng chính phủ vì một số lý do khác nhau tăng cái tuổi trọn tuổi hưu từ 65 tới 67. 17. Tùy theo cái năm mà mình sinh, thì theo như cái thế hệ của Julie và của Jack thì phải tới 67 tuổi mới được là trọn tuổi hưu. Thời gian hiện giờ đó là quý vị mà sinh trong cái khoảng chừng 50, 52 trở lên đó là 66 tuổi nha. Còn mà khoảng chừng mà 60 trở lên đó là 67 tuổi nha quý vị. Thì 67 tuổi mới là được trọn tuổi hưu nha. Nhưng mà một số người hỏi như vậy thì cái tiền hưu non đó có bị tăng không? Hiện giờ là 62 thì có tăng lên giống là cái tiền hưu trọn tuổi hưu hay không? Thưa quý vị, trong lúc này thì vẫn không có gì thay đổi. Cái tuổi sớm nhất mà mình có thể lấy tiền hưu non đó vẫn là 62. Và cái tuổi trọn tuổi hưu á hiện giờ là 66 hoặc là 67 với những người sinh năm 60 nhé. Thông thường đó anh Jack, khi mà Julie nói chuyện với các quý vị đó thì Julie thường nhắc nhở với họ là nếu mà quý vị còn có sức khỏe, còn có thể đi làm được thì nên tiếp tục đi làm. Và nếu mà có chẳng đặng đừng mới phải lấy cái tiền hưu, mà nếu mà chúng ta càng đợi lâu đó thì cái tiền hưu của mình sẽ cao hơn, phải không anh? Nói về vấn đề tiền hưu trí đó, chúng tôi sẽ dành một nguyên một chương trình khác để nói về, tại rất cái vấn đề câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra cho bản thân họ và cả cho chúng tôi là khi nào tôi lấy tiền hưu.
tôi có nên chờ tiếp tục hay không, hoặc là tôi lấy sớm thì bây giờ. Đây là chúng tôi nói là quý vị đã không còn đi làm kìa, chứ nếu mà quý vị còn tiếp tục đi làm đó thì muốn lấy cũng không được phải không, mình đang đi làm mà lấy tiền hưu gì. Một số quý vị đã nghỉ làm rồi hoặc là làm thu nhập rất là ít thì quý vị biết là quý vị có thể lấy tiền hưu sớm là quý vị chưa tới cái trọn tuổi hưu. Nhưng mà cái câu trả lời, cái câu hỏi mà quan trọng nhất là có nên lấy bây giờ hay không, hoặc là chờ thêm một thời gian nữa, thì cái đó là một cái chương trình khác chúng tôi mới sẽ bới móc vào những cái chi tiết đó nha. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nhớ rằng thì là những cái câu hỏi này anh em chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong suốt 6 năm qua không anh? 6 năm rồi. Thì tuy nhiên chắc chắn là cũng có những người mới bắt đầu vào cái chương trình thì cũng có rất là nhiều câu hỏi. Và một cái câu hỏi mà trong cái quý vị gửi về email cho chúng ta là tôi nghe là có một cái cách để mà con gái tôi có thể xin nộp đơn xin disability Có trong một cái fast track. Cái dạ fast track là sao có anh? có một người cha, người con gái của mình bị bệnh rất là nặng, thì người cha rất là nôn nóng để mà giúp người con gái nộp đơn để mà nhận những các phúc lợi của chương trình thương tật disability, và người cha muốn biết là cái tình trạng sức khỏe của người con mình đang suy sụp rất là nặng, thì có cách nào để mà làm nhanh hơn, làm là tốc hành là cho thật nhanh được hay không. Thưa quý vị, có, câu trả lời là có. Hiện giờ Soci chúng tôi đó, chúng tôi có khoảng 200 cái hình thức bệnh tật mà chúng tôi đã xác định. Nếu mà những người nào mà nộp đơn mà nằm trong 200 cái loại bệnh tật đó, chúng tôi sẽ là thứ nhất đó, là cho hồ sơ được giải quyết ưu tiên. Ưu tiên, Thứ nhì đó là chúng tôi có thể chấp thuận trước khi mà hồ sơ bệnh được duyệt xét, là không cần hồ sơ bệnh, chúng tôi cũng là chấp nhận rất là nhanh. Thường thường đó, như khỏi nói quý vị cũng biết thì các trường hợp đó phải là những trường hợp bệnh rất là nặng. Ung thư, rất nhiều trường hợp ung thư mà chúng tôi cũng từ chối. Mình phải nói ung thư là ung thư thời kỳ cuối kìa, stage 4. Phải nói là stage 4 nha quý vị nhá. Hoặc là các trường hợp hiểm nghèo, hoặc là đương nhiên chấp thuận, không cần phải nói nhiều, đó là những người mà đang nhận dialysis, những người bị Thận. hư thận rồi quý vị, phải đi lọc thận một tuần 3 lần. Thì cái đó là rõ ràng rồi. Quý vị nào chỉ cần cho chúng tôi biết đang lọc thận dialysis ở đâu, chúng tôi liên lạc với cái trung tâm dialysis đó. Ồ, người này đúng là có tới lọc thận, chúng tôi chấp thuận ngay lập tức trong vòng vài ngày nha. Hoặc là những cái căn bệnh mà thật là hiểm nghèo mà chúng tôi có cái danh sách nha. Hoặc là trường hợp đó quý, chẳng hạn như là chưa được biết một số trẻ em đó có cái bệnh Down syndrome đó, thì quý vị biết là các người mà có bệnh Down syndrome đó có khuôn mặt giống nhau hết á, Mỹ, Việt hay là người chủng tộc nào Giống đều giống có nhau. khuôn mặt giống nhau. Thì chúng tôi chỉ cần yêu cầu cha mẹ dẫn người con tới cho chúng tôi nhìn mặt, chúng tôi cũng xác định được à chắc chắn em này bị Down syndrome, chúng tôi có thể chấp thuận ngay lập tức mà không cần cái hồ sơ, tại vì nó quá hiển nhiên đó quý vị. Thì một số trường hợp như vậy chúng tôi có thể chấp thuận rất là nhanh. Mình sẽ trở lại vấn đề này trong thời gian sau nhé. Thanksgiving. Nhân cơ hội này Jack xin đại diện cho Social Security chúc tất cả quý vị mọi điều tốt lành và an vui cùng với gia đình. Và cá nhân Julie cũng vậy, cũng xin chúc tất cả mọi gia đình một mùa lễ tạ ơn thật là ăn thật là nhiều. Tuy nhiên cũng nhớ là đi bộ tập thể dục để mà mình đốt đi bớt những cái calories mà ăn quá dư thừa trong những mùa lễ này. Và một điều quan trọng nữa là nếu quý vị có tiệc ở nhà thì xin quý vị nhớ nếu có uống rượu thì đừng có lái xe. Và những người tổ chức tập party xin nhớ lưu ý bạn bè là nếu có uống rượu thì đừng có để họ tự lái xe về, và hãy gọi những cái company, những cái công ty taxi, họ sẽ đưa đón mình về, đi tới nơi về tới chốn. Chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật là hạnh phúc bên gia đình, và cũng như là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.